Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay tôi lại làm một cái video chia sẻ cho mọi người cái cách xóa đèn báo lỗi động cơ bằng cái thiết bị NM327 này, kết nối OBD2, cổng OBD2 nhé. Thực ra cái để xóa cái đèn báo lỗi động cơ hay là mọi người hay gọi là cái đèn cá vàng ấy thì cũng có rất nhiều cách. Có thể là các bạn tháo cái cọc bình ắc quy ra để một lúc, xong rồi các bạn lắp vào thì cái đèn này nó cũng mất. Nhưng mà làm theo cách đó thì nó sẽ bị reset lại toàn bộ hệ thống điện của xe ấy. Thì các bạn sau khi đó với những cái xe mà đời cao nó sẽ bị mất số tính năng hay gì, các bạn phải chạy ra hãng, nó rất là mất thời gian. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dùng cái thiết bị NM327 đấy nhá. Cái này thì tôi thấy cũng rất nhiều bạn hỏi là không kết nối được với EQ của xe ấy. Thì có thể là do các bạn cái thiết bị đấy nó không hỗ trợ cái xe của bạn. Ngày trước thì tôi cũng đặt một cái NM327 này, nhưng mà nó là cái loại ngắn nhá các bạn, nó màu trắng ấy. Thì mình đặt về xong rồi mình kết nối vào, nó cũng kết nối mãi mà nó không kết nối được với xe. Thì hôm nay tôi lại phải đặt cái này. Đặt cái này về thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn xem là tôi làm như thế nào, rồi các bạn làm theo nhá. Thì đây là cái lỗi động cơ này các bạn này. Cái đèn này là đèn báo lỗi động cơ, lỗi cá vàng nhá. Check engine này. Đấy, nó có rất nhiều tên gọi. Cái hub của tôi động báo luôn kìa. Đây này, các không biết các bạn nhìn rõ không, nhưng mà kiểu nó nhấp nháy cái lỗi động cơ kìa. Đây nhá, cái thiết bị này các bạn, cái này tôi đặt trên AliExpress thì nó khoảng 6.25 đô thôi, nó khoảng hơn 100.000 Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi thấy dùng ổn đấy. Thì giờ tôi sẽ ra đây tôi nắp cho các bạn nhá. Đây này các bạn. Cái này là cái hub của tôi. Bây giờ mình sẽ lắp vào cái cổng này này. Mình cắm vào đây thôi. Máy của tôi vẫn đang nổ nhá. Đây này, nó sẽ có đèn báo ở trên này này. Báo nguồn là mình kết nối rồi nhá. Mình kết nối với cái EQ của xe rồi này. Để tôi chỉnh cái này đã, rồi tôi quay cho các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái điện thoại lên nhá. Đây này, cái này điện thoại Android, nó sẽ kết nối với điện thoại Android nhá. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ bật cái Bluetooth này lên. Mình vào phần cài đặt đi. Ở trên này lúc trước thì tôi kết nối rồi. Nhưng mà tôi vào lại cho các bạn xem từ đầu cho nó dễ. Phần cài đặt. Các bạn vào cài đặt nhá. Đây này, các bạn chọn để vào cái phần Bluetooth. À không phải, cái này là mạng rồi. Bluetooth này các bạn. Các bạn bật Bluetooth lên nhá. Đó, các bạn bật Bluetooth lên thì cái này ngày trước thì tôi đã cài rồi, cái này của tôi kết nối cả với radio của xe cơ. Thì cái OBD2 này thì các bạn nếu mà chưa có nhá thì các bạn chọn cái mục tìm thiết bị này. Sau rồi các bạn bấm vào cái OBD2 ấy, thì nó sẽ có bắt, một là các bạn sẽ phải nhập cái mật khẩu password ấy, thì tôi không nhớ như là 111 4 con 1 hoặc là 4 con 2 gì đấy, hoặc là 4 con 0 ấy, các bạn thử ba cái đấy thôi nhá. Thì khi mà kết nối được rồi nó sẽ báo cho bạn cái Bluetooth, nó sẽ báo trên này là OBD2 này các bạn. Cái này là như thế này là các bạn đã kết nối thành công rồi nhá. Cái trước tôi kết nối rồi nên là giờ nó có sẵn rồi. Rồi mình thoát ra đi. Sau khi kết nối thành công rồi nhá thì các bạn vào cái phần mềm này, cái app này nhá, cái app to que này. Tôi không biết tôi đọc có đúng không nữa. Đây này các bạn. Thì cái này thì các bạn cài bản Pro nhá. Trên cái kia mà bạn mua về ấy, người ta sẽ cho các bạn một cái đĩa. Cái đĩa đó thì trong đó nó có rất nhiều cái loại phần mềm. Nhưng mà tôi sẽ cài cái này. Tôi sẽ cài dùng cái to que này. Đây này, cái này thì bây giờ cái hiện tại thì mới thì các bạn, cái này là các bạn bấm vào đây các bạn cài cái thông số cơ. Các bạn edit này, cài cái thông số xe của bạn thôi nhá. Thì cũng không có gì đâu.
profile name này, tên này, engine là động cơ của tôi là 0.8 nhá, spark 0.8 này, cái trọng lượng cái này thực ra là mình không cài cũng được, chả quan trọng cái này đâu các bạn ơi. Mình vào cái phần cài đặt này, mình vào mục setting nhá, đấy là tôi đang hướng dẫn các bạn mới này, cái này tôi dùng rồi, cái mục này thì không có gì đâu. Đây tôi cứ show cho các bạn để nếu các bạn không kết nối được, các bạn cứ tích cái mấy cái theo cái này của tôi nhá. Đó, mình chỉ quan trọng mỗi là cái gì đây này, cái OBD2 setting để mình kết nối giữa cái điện thoại của mình với lại cái thiết bị NM327 thôi. Mình adapter setting này, connection nhá, một connection này mình chọn là Bluetooth nhá, vì mình đang kết nối là Bluetooth này. Cái này mục Bluetooth setting mình bấm vào đây. Cái này tôi không chọn gì luôn, tôi cứ để kệ nó. Vì đây. Mục auto Bluetooth thì mình tích để mình chọn nó là đặt chế độ là auto, nghĩa là tự động nó kết nối nhá. Và đây này, chỉ kết nối Bluetooth này. Và mục thêm mục fast communication là cái kết nối nhanh ấy. Cái mục này là mục chọn để cho kết nối nhanh nhá. Đấy, chỉ có 3 mục đấy thôi. Sau khi bạn tích xong thì bạn thoát ra này. Đó, mình chỉ chủ yếu là cái mục OBD2 adapter setting thôi nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn kết nối xong được với lại với EQ ấy, thì cái nó sẽ bốn cái biểu tượng này sẽ đứng im, là nó báo cho bạn là đã kết nối xong rồi nhá. Đã kết nối thành công, nghĩa là cái điện thoại của bạn và cái EQ và cái NM327 nó kết nối ok rồi. Thì các bạn vào mục, bây giờ để xóa lỗi các bạn vào mục file này. File code nhá. Thì cái mục file code này bây giờ có thể là các bạn nó sẽ có, bạn có thể bấm vào cái mục cái hình tìm kiếm này này, để nó tìm xem là cái lỗi của xe của bạn đang là bị lỗi gì. Hoặc là các bạn muốn nhanh ý, thì các bạn muốn xóa nhanh, các bạn bấm vào nút 3 chấm ở trên góc phải này các bạn ơi, 3 chấm này nhá. Thì các bạn chọn clear file on EQ là nó sẽ xóa luôn cái lỗi cho các bạn, thì các bạn là nó sẽ tắt luôn. Nhưng mà để tìm cái này nó rất là lâu này, nó sẽ tìm lỗi. Bây giờ tôi bấm vào đây để nó đọc cái lỗi xe của tôi nhá. Đó, thì các bạn đợi cho nó chạy đến 6 này, đang 6% này, cho nó chạy thì bao giờ đến 100% nó sẽ thông báo cái lỗi của bạn và nó xóa nó đi là xong. Thì thường cái xe của tôi đây, nó hôm nay nó báo lỗi, tôi đoán chắc là nguyên nhân là do hôm trước cái xăng, chất lượng xăng tôi đổ cây xăng khác ấy, nó kém nên là nó báo lỗi thôi, chứ nó cũng chả có lỗi gì. Nó sẽ báo cái lỗi là cái gì ấy, cái sensor oxy hay là cái đèn, cái cảm biến khí thải ấy, cái nó bị điện áp nó thấp ấy. Vì cái này tôi bị nhiều rồi. Còn các xe, còn nếu mà nó báo lỗi khác thì tôi sẽ đi kiểm tra. Hoặc là một là cái lỗi là do xăng, chất lượng xăng kém này, hoặc là cái mấy cái cảm biến này, mấy cái cảm biến lâu ngày tôi không vệ sinh ấy, thì nó cũng bị bẩn nên là có thể nó báo sai ấy. Thì bây giờ mình cứ đọc nhá, đây nó là 97% rồi này các bạn ơi. Đó, nó báo cái lỗi là B0131 bao trên này, O2 sensor này. Đấy, nó báo cái, vẫn là báo cái cảm biến oxy của tôi nó bị, cái điện áp của nó bị chênh lệch ấy, thì nó sẽ báo là nó sẽ báo về EQ và EQ sẽ báo lỗi động cơ ấy. Thì bây giờ các bạn muốn biết chính xác ấy, cái lỗi B10131 là cái loại nào ấy, thì các bạn sẽ vào cái phần, nó sẽ phần OBD2 code này, các bạn tải cái app này về nhá. OBD2 code này, các bạn vào đây rồi các bạn chọn cái dòng xe, rồi các bạn nhập cái phần B, chọn các bạn sẽ vào cài đặt nhá. Cái này thì các bạn tìm hiểu sau, tôi không chia sẻ nhiều về cái này đâu. Thì các bạn nhập vào đây, nhập cái code đó vào đây thì nó sẽ ra rất là chi tiết. Ví dụ đây này, tôi nhập cho các bạn nhá.
B1031. Cái này hôm trước tôi cũng nhập rồi này, đố bạn tìm. Đấy thì nó sẽ chi tiết cho các bạn là mô tả, phần mô tả này và nguyên nhân này, và check engine light, nó sẽ báo là cái đèn check engine sẽ sáng. Đấy nhá các bạn, cái phần mềm này thì các bạn lên Google Play các bạn tải về thôi. Còn cái phần đây này thì bây giờ các bạn muốn đây nhá các bạn, bây giờ tôi sẽ bấm clear fault này, tôi sẽ bấm vào cái phần ui một tay tôi khó dùng quá, các bạn sẽ bấm vào nút ba chấm này nhá. Đấy rồi các bạn chọn clear fault kia cả, clear fault đây là nó hỏi cho các bạn một loạt này, clear fault code này, yêu sâu, các bạn sẽ bấm ok. Tôi bấm ok, bây giờ là cái đèn kia tôi sẽ tắt nhá. Ok này, à rồi đấy, nó tắt rồi, bây giờ nó đang xử lý cái phần này, nó đang xử lý này các bạn ơi. Đó các bạn đợi nó chạy đến 100% là xong nhá. Cái này tôi thấy rất nhiều bạn hỏi cái cách kết nối ấy, nhưng mà tôi nghĩ là do cái thiết bị thôi. Các bạn nên đặt cái loại dài dài như của tôi ấy thì nó sẽ hỗ trợ nhiều loại xe và nó gì kết nối được. Ngày trước tôi cũng đặt cái đấy, bây giờ nó ok rồi này các bạn. Các bạn thấy mất đèn check engine rồi đúng không? Đó thì các bạn sẽ dùng cái thiết bị này nhá. Nói chung nó rất là rẻ thôi, nhưng mà nó cũng tiện, nó có thể đọc được ví dụ như cái này của tôi này. À tôi cắm lại cho các bạn xem này. Tôi giới thiệu thêm cho các bạn thêm về cái này một chút nữa. Cái phần mềm này. Nói chung các bạn cắm này các bạn cũng rất là tiện nhá. Đợi nó kết nối xong đã. Đó cái này kết nối nhanh không? Cắm vào cái này được. Thì cái xe của tôi này, các bạn nhìn này, nó chỉ có đồng hồ báo xăng nhá. Báo km này, km trên giờ này và tốc độ vòng tua. Nó không có báo cái nhiệt độ nước làm mát. Thì cái này thì có thể nó đọc được rất nhiều cái thông tin này. Các bạn sau khi kết nối xong nhá, thì các bạn vào cái mục Seat Information này, nó sẽ đọc cho các bạn xem hết các đây này. Connect, nó báo connect Tueco ok nhá. Đây này, nó sẽ báo cho bạn cái ASEN này. Cái ASEN này với lại cái ASEN này tôi cũng chả hiểu nó cái gì đâu, tôi chưa tìm hiểu. Còn cái đồng hồ bên cạnh nó báo tốc độ vòng tua, à km, ở tốc độ vòng tua này. Đấy, vòng trên phút đấy, giờ BM nhá các bạn. Và cái nhiệt độ nước làm mát này, xe tôi không có đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát, nhưng mà đây này các bạn. Đấy, nó sẽ báo cho bạn cả nhiệt độ nước làm mát động cơ của tôi luôn này. Còn đây là km trên giờ nhá. Nói chung là có mấy thông tin ấy, thì mình chỉ quan tâm đến mấy thông tin mà xe mình không có này, ví dụ nước làm mát. Còn mấy cái này tôi chả hiểu nó là cái gì đâu, tôi cũng không tìm hiểu. Thì có ba mục này, nó sẽ báo. Thì ví dụ đồng hồ của các bạn hỏng hay là cái gì đấy, các bạn cắm cái này các bạn có thể biết được luôn này. Nói chung tôi thấy cái này rất là tiện đấy các bạn. Các bạn nên đặt một cái về. Nó cũng rẻ thôi, có hơn 100.000. Thôi tôi kết thúc video ở đây nhá các bạn.